Rồi chào mọi người, bây giờ mình sẽ tiếp tục phần 2 nha. Mình nói nó chưa chưa đều mọi người. Tiếp phần 2. Cao cao xíu. Bếp cho nó cao một chút. Đây là giấy dán tường nha mọi người. Giờ mình sẽ dán từ đây qua nha. Ở đây thì nó dính trên ấy không sao nha mọi người, nhưng mình làm sao cho nó đều, nó dính trên trên cái này một chút nữa mình nó khô mình leo thôi cũng đều hết, dính trên giấy trắng tường cũng bình thường thôi, chút nữa nó khô mình lấy cái áo mình leo. Đây là không lột lớp keo nha mọi người, mình dán để mình tái sử dụng cái này, không cần lột lớp keo.
do cái mặt tường nó bị gồ ghề nên là mình phải chấp nhận nó thông báo nha mọi người. Những chỗ mà kem nó dính như thế này thì mình trước đó mình sẽ lấy tay mình lên mình gỡ nó ra, nó gỡ lớp keo ra, hoặc là mình lấy cái khăn nước, cái khăn có nước sơ sơ đấy, mình leo là nó ra hết rồi. Keo mình sẽ dán tiếp nha. Đó mọi người thấy không? Chung là ví dụ như là chúng ta làm ấy, mà nó bị keo như thế này nè, nó bị có dính dính keo á, thì chúng ta bình tĩnh. Chúng ta để cho nó khô rồi sau chúng ta nhúng nước. Thì đây là một hình thức. Ở đây dán tường gồ ghề, không phải lột nha mọi người, không phải lột ra. Không phải lột mạch keo ra nha, chúng ta để nguyên luôn. Rồi. Chào mọi người nha. Chút nữa mình sẽ dán tiếp phần đây, mình sẽ quay phần 3. Rồi các bạn nhớ like nha. Rồi cảm ơn mọi người.